Review nhà của top 1 sao server. Mở đầu series review nhà đẹp lần này sẽ là nhà của Matthew với 2 triệu sao. Tổng quan khu nhà có nhiều khu vực nhưng ấn tượng nhất vẫn là khu homestay Đà Lạt. Mình đặt tên như vậy vì có nhiều cây cối và phong cách nhà rất giống ở Đà Lạt. Có một khu vực nhỏ thác khủng long và một khu vực lớn thác tắm tiên câu cá. Nhà này mình để ý đa số là vật phẩm kim cương và điểm cộng là xây theo kiểu thiên nhiên nhiều cây lá. Khu vực nhảy nhót thì cũng có thiết kế khá cơ bản. Đây là khu cà phê với điểm nhấn là hai căn nhà Lego. Nhà Lego này cũng nhỏ, muốn xem nhà Lego bự thì qua nhà mình. Đây là siêu xe nhưng mà chỉ là cái giường mô phỏng thôi nha các bạn. Kế bên đó có một khu vực đám cưới nhỏ nhỏ, mình chấm 9,5 điểm.